Hàng xóm khó tính. Đúng là rõ chán, giá cả dạo này lại lên rồi chị ạ. À, đúng đấy chị ạ. À, lúc trước em chẳng ngại gì mua bánh, mua khoai để ăn bữa chiều, mà giờ em thấy ngại quá, chẳng dám mua nữa. Giá cả mà cứ đội lên thế này, chắc mấy hôm nữa tôi với chị mua mỗi mì tôm về ăn thôi. Đúng đấy chị ạ. À, trời, mấy người này đã suốt ngày than phiền chuyện này chuyện nọ, không có chuyện gì là họ không dòm ngó, bới ra để nói cả. Lại còn chi tiêu tằn tiện nữa chứ, có bữa ăn mà cũng không làm cho nó chỉnh chu. Dạo này người dân quanh đây toàn cho những người dân lao động nghèo làm công đến ở trọ, suốt ngày thấy họ nói toàn mấy chuyện không đâu. Mình chỉ cần khuây khỏa với cây nhà lá vườn như thế này cho thoải mái là được rồi, hơi đâu mà để ý những chuyện linh tinh. Tháng này mãi mà ông chủ chưa phát lương, thế thì làm sao đây? Tôi thì đang cần tiền để mua cái quạt điện mới. Nè cậu nhìn xem, nhà ông Nông có vẻ khấm khá nhất khu này đấy. Nhìn dàn thiên lý của nhà ông ấy mà xem, đúng là kính cổng cao tường. Chà chà, đúng là dàn hoa sum xuê thật. Dùng mà nấu canh sườn thì ngon phải biết, cậu nhỉ? Tự dưng nhắc lại thấy thèm. Ừ, đúng đấy. Thôi mau đi nhanh thôi, biết đâu hôm nay ông chủ có thể trả công cho chúng ta. Nếu được thế thì hay quá. Đúng là mấy người lắm chuyện. Bác Nông ơi. Ờ, à, cô Hoa, có việc gì thế? Bác ơi, con cháu hơi cảm, mà cháu có việc gấp phải đến công ty làm nốt một số việc. Trong xóm lại chẳng còn ai cả. Bác có thể trông con bé giúp cháu một lát được không ạ? À? Cháu sẽ làm nhanh rồi về thôi ạ. À. Thật là mấy người này không chỉ lắm chuyện mà còn gây phiền phức cho người khác nữa. Con bé bị ho có một tí mà. Cô Hoa này, không phải tôi không muốn giúp cô đâu, nhưng tôi không biết trông trẻ con đâu. Với lại con ốm thì không ai chăm con hơn mẹ đâu. Hay cô cứ mang nó đến chỗ làm, để nó ngồi một chỗ trong khi cô làm việc là được. Ờ, dạ, dạ, vâng. Thật là mình ở trong nhà mà cũng không được yên thân. May mà mình không nhận lời với cô Hoa, không thì lại mất công, giờ phải ở nhà trông đứa bé rồi. Đi chợ sớm thế này, nhìn thức ăn tươi ngon quá. Ôi, trời đất, bác có sao không? Bác ở trong ngõ kia phải không ạ? À? Tại sao chợ có đông người đi qua lại mà cậu lại phóng nhanh như thế, làm ngã cả ông kia? Đây là ông lão hàng xóm gần nhà tôi, cậu phải xem thế nào chứ, không thì tôi không để yên cho cậu đâu. Đúng thế. Cháu xin lỗi. Cháu xin lỗi bác. Bác có sao không ạ? À? May tôi chỉ bị ngã nhẹ thôi. Cháu thấy bác bị say xước rồi đây này. Cháu xin lỗi bác, là tại cháu. Bác để cháu đưa đến trạm xá nhé. Cậu nói thế mới đúng. Mau đưa bác ấy đi sơ cứu đi. Người già sức khỏe không như cậu đâu, nhiễm trùng dễ sưng hoặc sốt lắm. Vâng. Cảm ơn cô nhé. Có gì đâu bác, chúng ta chỉ giúp đỡ nhau những lúc khó khăn thôi mà. Nhà tôi đây rồi, cảm ơn cậu nhé. Ấy, cháu ngại quá à. Tại cháu mà bác mới bị thương mà. Cũng một phần tại tôi đi đứng không cẩn thận mà. Thôi bác không sao là tốt rồi. Mà mấy bác bán hàng ở chợ ấy tuy ngày thường hay lắm điều và ồn ào, phiền phức, nhưng mà các bác ấy đều là những người tốt, sống rất tình nghĩa bác nhỉ. Ừ, đúng thế. Hàng ngày đi qua nhà mình toàn nói chuyện lung tung, mình khó chịu nên đâm ra ghét họ. Nhưng họ quả là những người tốt bụng, mình ích kỷ quá. Thôi, cháu về đây, chào bác nhé. Ờ, cậu về nhé.
Cô Hoa nè, cháu bé thế nào rồi? Tôi chỉ sợ không trông được cháu, nó khóc thì khổ. Dạ, cảm ơn bác đã hỏi thăm. Con cháu đỡ nhiều rồi ạ. Mà cháu vừa nghe nói bác bị xe máy làm ngã phải không ạ? Bác có sao không? Ồ, cảm ơn cô, tôi không sao. Nè cô Hoa, nhà tôi có vàng thiên lý đang rổ bông nhiều lắm. Để tôi hái lấy một ít, cô mang về nấu canh cho cháu bé nha. Cái món này ăn mát và bổ lắm. Ôi, thật ạ, cháu cảm ơn bác. Sinh mệnh trong tay mình. Theo kết quả kiểm tra, anh chỉ có thể sống được 3 tháng nữa. Anh Năm Tài. Ồ, chú Đức đấy à. Chú đi đâu mà lại vào đây? Em đi khám bệnh, mà sao anh lại ngồi đây sầu não vậy? Sao cái số tôi nó lại khốn khổ đến thế cơ chứ? Vừa mới tích cóp được chút tài sản, định sẽ nghỉ ngơi thì đùng cái, bác sĩ thông báo tôi chẳng còn sống được bao lâu nữa. Thật vậy ư? Sao lại có chuyện trùng hợp thế này được chứ? Chú nói sao? À, không có gì cả anh ạ. Em nghĩ là bệnh tật là điều khó tránh. Thôi thì mình còn sống được ngày nào, cứ sống thật tốt ngày đó. Gắng lạc quan vui sống và kiên trì chữa bệnh anh ạ. Tôi đem cho mình những món mình thích nhất đây này. Bà mang đi đi. Tôi phải lạc quan mà sống. Sao lại? Vậy là ông không biết ông ấy bị bệnh rất nặng, chẳng sống được bao lâu nữa. Trời ơi, chú Đức, cuối tuần này tôi sẽ đi khánh thành ngôi nhà tình nghĩa cuối cùng cho người dân nghèo. Bà đi cùng tôi nhé. Thưa ông giám đốc Bảy Đức, hôm nay dân làng chúng tôi muốn mở một bữa tiệc long trọng để cảm ơn ông. Vì nhờ có ông ủng hộ tiền làm đường, làm nhà mới mà cả làng được khang trang hơn. Hoan hô! Hoan hô! Hoan hô! Thưa bà con, tôi bắt đầu nghĩ đến việc làm này từ khi nhận được tin từ bác sĩ là tôi chỉ còn sống được 3 tháng nữa. Vậy là ông sắp chết ư? Tôi không biết mình còn sống được bao lâu nữa, nhưng tôi nghĩ rằng còn sống được ngày nào, tôi sẽ sống thật vui, thật ý nghĩa ngày đó. Hoan hô! Hoan hô ông Bảy Đức! Hoan hô! Hoan hô! Người đâu? Gọi ông Bảy Đức này về đây cho ta. Thưa ngài, tôi đã gọi rất to nhưng tiếng dân làng, tiếng reo hò, tiếng chuồng trống lớn quá, ông ta không thể nghe thấy ạ. Vậy thì hãy cho ông ta được sống. Người có thể lui được rồi. Đó cũng một hoàn cảnh như ông, nhưng ông Đức đã suy nghĩ và hành động rất khác. Đến ngày tận số nhưng ông ấy được dân làng mở tiệc cảm ơn, không nghe thấy ta gọi mà được sống thêm những ngày tươi đẹp. Thưa ngài, tôi chắc chưa tới ngài. Ngài có thể tha mạng cho tôi được trở về, có được không ạ?
Rất tiếc đời người chỉ được sống một lần mà thôi. Vậy là tôi đã bỏ phí những ngày quý giá cuối cùng của đời mình. Chú mèo đi hia. Tuổi cha đã cao, nay đã đến lúc gần đất xa trời. Trước khi đi, cha vẫn không yên lòng nhắm mắt nếu các con không hứa với cha điều này. Thưa cha cứ nói đi ạ. Chúng con đang nghe đây. Cả đời cha tung thiếu, không lo cho các con được cuộc sống đầy đủ. Nay cha mất đi, chỉ để lại một chút gọi là gia tài. Đó là một côi xầy gió, một con lừa và con mèo lười biếng kia. Các con chịu khó bảo ban nhau làm ăn, giúp đỡ nhau lúc khốn khó. Có như thế, cha mới yên lòng mà nhắm mắt. Vâng, chúng con xin ghi nhớ lời cha dạy. Cha ơi, cha! Này, cha cũng mất rồi, chúng ta phải nghĩ kế làm ăn. Anh tính như vậy nha. Anh sẽ lấy cái cối xay gió để xay gạo thóc thuê vào vụ mùa, để cho chú hai con lừa để đi thù hàng, còn chia cho chú Út con mèo kia. Phải đấy, em tán thành. Thêm nữa, căn nhà này cũng chật, sau này chúng ta còn phải lấy vợ nữa. Em nghĩ là chú Út nên dọn ra túp lều đằng sau kia. Em thấy có được không? Nhưng con mèo này thật vô dụng, chẳng làm nổi việc gì. Sau này em biết làm gì để mà kiếm sống qua ngày. Hay các anh cho em đi cùng với? Chúng ta lớn rồi phải tự lập dần đi. Tôi là anh cả nên có quyền tự quyết. Cậu không được phép phản đối. Vâng ạ. Đây phần của cậu, từ giờ cậu dọn ra lều mà ở. Mình nhận được phần tồi tệ nhất. Anh cả của mình có thể xây bột, anh hai mình còn có con lừa để chở hàng. Còn mình làm ăn gì với con mèo khốn khổ kia? Họa chăng lột da nó, làm được đôi găng tay lông là hết sạch cả gia tài rồi. Cậu ơi, hãy nghe tôi nói. Cậu chẳng cần giết tôi, lấy da làm một đôi găng tay loại tồi làm gì. Cậu cứ thuê thợ làm cho tôi một đôi hia để tôi có thể đi phố được. Lúc đó mọi người sẽ lưu ý tới tôi. Rồi tôi hứa sẽ làm cậu được nở mày nở mặt, ăn nên làm ra. Mi biết nói ư? Nhưng làm sao ta tin được lời mi? Mà có tin đi nữa thì ta chỉ còn chút vốn liếng cuối cùng này, chả lẽ đổ vào đôi hia của ngươi ư? Cậu cứ tin ở tôi, chắc chắn tôi sẽ giúp cậu vượt qua sự khó khăn này. Thôi được rồi, để ta đi ra thị trấn đóng cho mi một đôi giày. Đôi hia thật vừa vặn với tôi. Cậu cứ ở nhà đợi tin của tôi nhé. Được cả mấy con lận. Nhìn kìa, có một con mèo đi hia. Thưa đức vua cao quý, tôi không những biết đi hia, biết nói mà còn biết bắn cả chim đa đa. Chủ của tôi là bá tước Montegas Sofania, xin trân trọng kính gửi hoàng thượng lời chúc sức khỏe và xin kính dâng hoàng thượng số chim đa đa vừa mới bẫy được. Chim đa đa ư? Ta vốn rất thích chúng, nhưng chúng nhát quá, xưa nay rất hiếm người bắt được. Cho ta xem nào. Tốt lắm, ta sẽ ban thưởng cho chủ tớ nhà ngươi. Nhớ mang số vàng đó về cho chủ của ngươi nhé. Nói là ta đa tạ bá tước về món quà biếu nhé. Vàng ở đâu ra nhiều thế này? Làm sao mà mi kiếm được? Tôi còn có thể kiếm nhiều hơn nữa kia. Ngày mai vua và công chúa sẽ đi dạo ở hồ nước phía tây. Cậu chủ cứ làm theo tôi nói là được rồi. Cậu cứ yên tâm tắm ở dưới đó. Nếu vua và công chúa có tới cũng không được lên bờ. Trời ơi là trời, muôn tàu bệ hạ, ba tư của tôi đang tắm ở hồ thì có một tên trộm đến lấy cắp tất cả quần áo để trên bờ. Giờ thì chủ của tôi làm sao mà lên được? Ở lâu dưới nước chắc sẽ bị cảm lạnh và chết mất thôi. Ồ, hóa ra là chú mèo hôm trước. Vậy bá tước của ngươi vẫn ở dưới hồ ư? Người đâu, lấy ngay cho bá tước một bộ quần áo.
Kính chào đức vua cao quý. Bà Tước, ta chưa có dịp cảm ơn ngươi vì món quà lần trước. Hãy lên xe của ta để chúng ta có dịp trò chuyện. Các bác nhà nông, cánh đồng này của ai thế? Của thầy phù thủy lắm tà thuật sống ở bìa rừng. Các bác nghe tôi nói đây, xe nhà vua sắp đi qua vùng này. Nếu vua hỏi cánh đồng của ai thì các bác nhớ trả lời là của bá tước nhé. Nếu các bác không nói đúng như vậy thì tất cả sẽ bị đánh ngay tại chỗ. Vâng, chúng tôi xin nghe theo lời cậu. Người muốn gì? Đừng có làm phiền ta thì biết thay nhau đi. Tôi nghe nói ông có thể tùy theo hứng của mình mà muốn biến thành con vật gì cũng được. Biến thành chó, thành cáo, thậm chí thành chó sói. Những chuyện ấy chắc chắn tôi có thể tin được. Nhưng mà tôi không tin ông có thể biến thành voi được. Do đó tôi tới đây để chính mắt nhìn xem có đúng như vậy không. Ồ, đối với ta đó là chuyện vặt vãnh. Thế cũng là đáng kính nể lắm rồi. Nhưng liệu có thể biến thành sư tử được không? Chuyện vặt vãnh ấy có chi đáng kể. Chuyện như vậy đúng là tôi chưa từng nghe và chưa từng trông thấy. Ngay trong giấc mơ của tôi cũng chưa từng thấy bao giờ. Nhưng nếu ông biến ra một con vật nhỏ xíu như con chuột nhắt chẳng hạn thì mới thật là tài thánh. Chắc chắn là ông tài ba hơn hẳn các thầy phù thủy khác trên đời. Nhưng chuyện biến thành chuột nhắt chắc là không làm nổi rồi. Ây chà chà, anh bạn mèo thân mến, ngay cả việc đó ta cũng làm được. Cánh đồng cỏ này của ai đấy? Tâu bệ hạ, đồng cỏ của đức ông bá tước ạ. Bá tước có vùng đất đẹp đấy. Bá tước ạ, chắc hẳn là bá tước giàu có lắm. Ta chưa chắc đã có một khu rừng rộng đẹp bao la như vậy. Tâu bệ hạ đã tới khu lâu đài của bá tước chủ tôi. Điều đó là một vinh hạnh suốt đời cho chủ tôi. Công chúa đính hôn với bá tước và khi vua cha băng hà, bá tước lên nối ngôi, phong cho mèo đi hia làm tể tướng. Kể từ đó, họ sống hạnh phúc đến suốt đời. Cổ xe mặt trời. Mặt trời đẹp quá! Đã đến giờ cha điều khiển cổ xe mặt trời đi khắp thế gian rồi. Phai Tông, sao con chưa chuẩn bị đi học lại ra đây ngồi làm gì vậy? Con đi ngắm bình minh. Cha vừa điều khiển cổ xe mặt trời qua đây mẹ ạ. À, được rồi, giờ con phải về chuẩn bị đến lớp, không muộn bây giờ. Con không muốn tới lớp. Hôm qua thầy giáo đã phạt con phải đứng ngoài hành lang và phải xin lỗi các bạn. Có chuyện gì vậy? Chả lẽ con làm gì sai sao? Con chỉ nói với các bạn, cha con là thần mặt trời Helios vĩ đại. Nhưng các bạn một mực không tin, lại còn chế giễu con, nên con mới ra tay đánh lại đó chứ. Nhưng mẹ ơi, tại sao chẳng bao giờ cha xuống thăm mẹ con mình cả? Chúng ta thuộc về thế giới các vị thần, nơi đó có rất nhiều luật lệ mà con chưa hiểu được. Cha của con mang bên mình dòng ánh sáng chói lòa, quá rực rỡ. Nếu cha con xuống đây, mọi vật sẽ bị thiêu đốt mất. Vậy con muốn lên thăm cha. Được, con yêu ạ. Nhưng con phải đợi đến khi con 18 tuổi, con mới có đủ sức mạnh để trèo lên đỉnh Olympus, nơi các vị thần trị vì. Mẹ hứa nha, đến lúc đó con sẽ gặp được cha. Mẹ hứa, giờ thì chúng ta đi thôi. Khi nào lớn lên, nhất định mình sẽ xin cha được điều khiển cỗ xe mặt trời. 18 năm sau. Con hãy nhớ lời mẹ dặn, phải tuyệt đối nghe lời cha của con và cư xử cho phải phép. Vâng, con nhớ rồi, con là con của thần mặt trời kia mà. Thôi, thưa mẹ con đi. Kia rồi, chỉ một chút nữa thôi. Đây chính là đỉnh Olympus, nơi các vị thần ngự trị đây rồi. Con là Phe Tông phải không? Nào, lại đây chàng trai,
cho ta được nhìn con rõ hơn. Thưa ánh sáng của thế gian, vị thần Helios, cha, tại sao cha không bao giờ xuống thăm con, dù chỉ một lần? Ta hiểu, đó là sự thiệt thòi rất lớn của con, nhưng con thấy đó, ta không thể nào rời khỏi ngọn núi Olympus khi chưa có sự cho phép của thực vật. Ngày ngày, ta vẫn dõi theo con, và vui mừng khi con lớn lên từng ngày, và trở thành một chàng trai mạnh khỏe và to lớn như vậy. Cha làm chủ cung điện nguy nga này ư? Thế còn quyền năng của cha thì sao? Cha có thể ban cho con một đặc ân không thưa cha? Tất nhiên rồi, không có gì mà vị thần tối thượng như ta lại không làm được. Nào, nói đi con trai của ta. Con chỉ xin cha được một lần điều khiển cổ xe mặt trời. Con sẽ chứng minh cho mọi người thấy con là con của thần Helios vĩ đại. Những lời của con thật là hấp tấp. Ta ước giá ta có thể rút lại lời hứa của mình. Ta phải thừa nhận với con rằng ta sẽ chỉ từ chối con điều này mà thôi, bởi vì điều đó là tốt cho con. Phaeton, con đã ao ước một điều quá lớn, một điều không phù hợp với sức mạnh của con. Không ai ngoài ta có quyền năng điều khiển cỗ xe mặt trời. Thậm chí, ngay cả chúa tể của đỉnh Olympus, thần Zeus, với quyền năng sấm sét đáng sợ, cũng không thể điều khiển được nó. Thưa cha, con có sức mạnh, đôi bàn tay to khỏe này có thể điều khiển được cỗ xe đó. Con là con của thần mặt trời, không có điều gì mà con không làm được cả. Hơn nữa, con chỉ xin cha có một lần thôi. Không thể đâu con. Hằng ngày, ta phải điều khiển cỗ xe đó với những con ngựa vô cùng dữ dằn. Lũ ngựa sẽ chạy theo con đường đã định. Ta phải luôn đảm bảo rằng mình chạy ở giữa trời và đất, đừng để mặt đất nóng quá, cũng đừng đưa ngọn lửa thiêu đốt tới thiên đàng. Con chưa có đủ sức mạnh để làm được điều này. Hãy chờ thêm thời gian. Hãy chờ. Con đã chờ 18 năm rồi. Cha còn muốn con đợi bao lâu nữa? Cha thật sự không hề yêu thương con. Hãy chăm sóc thằng bé chu đáo nhất. Nó cứng đầu và quyết liệt giống y như ta hồi còn trẻ vậy. Thật là một tác phẩm tuyệt mỹ. Tại sao ai cũng bảo ta không đủ sức mạnh chứ? Ta có thừa, chưa thử thì không thể biết được. Trời ơi, Phaeton, con đang làm cái gì vậy? Cha thấy không, lũ ngựa rất nghe lời con. Việc điều khiển cỗ xe này chả có gì khó khăn cả. Con có thể làm được rất tốt. Nếu con vẫn còn có thể nghe lời cha dặn, chàng trai, hãy gò cương thật chặt. Lũ ngựa sẽ chạy theo con đường đã định. Đừng buông lơi. Con phải luôn đảm bảo rằng mình chạy giữa trời và đất, đừng để mặt đất nóng quá, cũng đừng đưa ngọn lửa thiêu đốt tới thiên đàng. Sao cỗ xe mặt trời lại đi qua lãnh địa này? Những đám mây không chịu nổi sức nóng đã biến mất. Có chuyện gì với thần Helios vậy? Trời ơi, mình đã gây họa rồi. Giá như mình kịp nghe theo lời khuyên can của cha, thay vì tính hiếu thắng và kiêu ngạo này. Xin thần Zeus quyền năng, hãy cứu lấy thế gian này. Phaeton, ngươi từng là con trai của thần Helios, nhưng ta cũng không thể tha thứ cho tội lỗi quá nghiêm trọng mà ngươi vừa gây ra. Ngươi sẽ phải chịu sự trừng phạt. Chỉ vì lòng kiêu ngạo và hiếu kỳ mà chàng trai Phaeton đã mang bao tai họa đến cho con người thế gian và các vị thần trên đỉnh Olympus. Vì thế, mặc dù là con trai của thần mặt trời Helios, nhưng Phaeton vẫn không tránh khỏi một kết cục bi thảm. Người mẹ của tôi. Mẹ, mẹ đâu rồi? Thảo dậy rồi hả con? Mẹ vừa ra chợ bán mớ cá sáng nay đánh được. Đi muộn sợ nó chết mất. Sao mẹ không gọi con dậy? Ngày mai mẹ cho con đi ra chợ bán cá với mẹ nhé. Ừ, được rồi. Ngày mai mẹ sẽ gọi con đi cùng. Ôi, thích quá. 13 năm sau.
ôi, nhà Hà đẹp thật đấy. Trông cứ như là tòa lâu đài trong chuyện cổ tích ấy. Trả bù cho nhà mình. Thảo ơi, Mai ơi, lại đây. Đây là mẹ mình. Con giới thiệu với mẹ, đây là tụi bạn thân của con. Cảm ơn các cháu đã đến dự buổi tiệc ngày hôm nay. Các cháu cứ tự nhiên nhé. Cô đi chào hỏi khách một lát. Dạ vâng, cháu chào cô ạ. Ôi, mẹ Hà trông thật quý phái làm sao. Mình còn ngửi thấy mùi nước hoa rất thơm từ cô ấy nữa. Mẹ Hà thì sang trọng, mùi nước hoa sực nức. Trong khi mẹ mình thì... Mẹ, mẹ ơi, Thảo đây à. Sao về muộn thế? Mệt không con? Con không mệt. Hôm nay vui lắm mẹ. Quái, cái mùi gì mà tanh thế hả mẹ? Trời ơi, con đã bảo mẹ bao nhiêu lần. Về nhà mẹ cởi ngay cái áo bán cá này ra. Tanh đến lợm cả cổ lên được. Cả vảy cá lẫn máu còn dính vào áo đây này. Ừ, mẹ bận quá nên quên mất. Để mẹ vào trong thay. Thảo, mẹ đây. Ai vậy Thảo? Nhìn như mấy bà bán cá ngoài chợ ấy nhỉ? À, mình không biết. Chắc họ gọi nhầm. Để mình ra hỏi xem. Mấy bạn vào lớp trước đi nhé. Mẹ làm gì thế? Sao mẹ lại ở đây? À, bác ba lên thăm con gái. Tiện thể mẹ lên cùng xem con sống thế nào. Con vẫn khỏe chứ? Sao mẹ không điện thoại cho con? Mà sao mẹ lại mặc bộ quần áo này? Ám cả mùi cá vào, tanh quá. Thôi, mẹ về đi. Con phải vào lớp rồi. Mẹ lên mà không báo con trước để con sắp xếp. Để lần sau con dẫn mẹ vào phòng trọ vậy. Mẹ về đi không nắng. Ừ, con vào học đi. Mẹ đứng đây đợi bác ba. Trời ơi, mùi phân gà hôi quá. Hôm nay cô đắt hàng không? Cũng còn một vài con gà nhỏ thôi chị ạ. Mà không bảo con cô đi cùng. Hồi nhỏ nó cũng hay theo sau cô đi bán gà vịt mà. Cho nó đi phụ giúp cho đỡ mệt. Chứ một mình cắp hai lồng đi có phải khổ không? Giờ có cho tiền, nó cũng không bám theo em đi bán gà nữa đâu chị ạ. Sao vậy? Giờ nó lớn rồi. Hình như nó ngại với bạn bè vì mẹ nó bán gà ngoài chợ hay sao ấy chị ạ. Nhưng giờ không bán gà thì em biết làm gì để nuôi con. Chẳng biết đến lúc nào thì con nó mới hiểu cho nỗi khổ của em đây. Vậy sao cô không tìm việc khác mà làm? Bán gà thế này không chỉ hôi mà còn vất vả nữa. Giờ xã hội thay đổi, muốn tìm được việc thì phải có bằng cấp. Em chỉ có mỗi nghề bán gà thôi. Giờ không bán gà thì biết lấy tiền đâu ra cho con ăn hả chị? Tốt nhất là phải nói chuyện với nó. Nghề nào giúp ích cho gia đình, cho xã hội đều là nghề cao quý cả. Nghề ba mẹ càng vất vả, cực nhọc thì sự hy sinh của ba mẹ để nuôi con mình khôn lớn càng lớn lao hơn. Biết là vậy, nhưng con em nó không nghĩ được như vậy. Hơn nữa, con cái có biết yêu thương và tôn trọng ba mẹ, mọi người cũng mới tôn trọng chính đứa con đó chứ. Mẹ... Mẹ ơi. Con bé này về cũng không bảo mẹ, lại còn ra đây ngồi bán cá nữa. Con không sợ tanh nữa sao? Không mẹ. Từ giờ mỗi lần được nghỉ, con lại về cùng mẹ đi chợ bán cá mẹ nhé. Ai mua cá đi? Cá tươi, cá ngon đây. Ai mua cá đi? Cá tươi, cá ngon đây. Hãy like, comment, subscribe kênh để xem thêm những video mới nhất nhé.